ticket, one way 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 ticket to the blue. Choo-choo train, trucking down track, got the trouble on, they never coming back. All that could I see? Ooh, got a one-way ticket to the blue. Gotta take a trip to lonesome town. Gotta stay the heartbreak hotel. A fool such as I will never dwell. I cry the tears away. One way ticket to the blue. Choo-choo train, chucking down track, gotta travel on, you never coming back. Ooh, got a one way ticket to the blue. Của Ngọc Liên. Xin cảm ơn hai bạn vũ công đã hỗ trợ cho Ngọc Liên trong tiết mục này. Nào bây giờ xin mời cô ca sĩ xuống đây nào nha. Và đứng đây chúng ta cùng lắng nghe xem ý kiến của các thành viên trong ban giám khảo nghĩ như thế nào về tiết mục vừa rồi. Xin mời giám khảo Đức Huy. Đây là một bài hát quen thuộc cho những người yêu nhạc. Bạn cố để mà cái giọng của mình giống cho cái giọng Eruption, nhưng mà thành thật mà nói, bạn phải bơm, bạn phải tiêm một cái gì chính của mình vào thì nó mới tạo nên cái lửa chứ. Thế tôi rất rất mong là bạn sẽ có một cái may mắn trong cái kỳ tới, bạn được một cái nhân vật nào nó hợp với bạn hơn. Và đừng quên là chính mình là cái yếu tố quan trọng nhất, phải không? Đó, thì các ráng cố gắng. Xin cảm ơn nhạc sĩ Đức Huy và xin mời ca sĩ Mỹ Linh. Tôi thấy rằng hôm nay về cái phục trang của bạn ấy là rất là giống, nhưng mà Mỹ Linh rất là tiếc cái vai mà bạn bắt thăm ấy, thực ra là một cái nhân vật khá là vui. Để mà nó có một cái tiết mục vui, có thể nó cũng hơi chắc là chưa đủ thời gian để ngấm phần biểu diễn của bạn. Tuần trước rất là hay, và đến tuần này nó có hơi, nó phải có tuần nọ tuần kia. Tôi mong rằng là tuần sau bạn sẽ thành công hơn. Và anh Hoài Linh thì sao ạ? Cái dòng nhạc này với cái bài hát này nữa phải nảy lên nữa cơ. Nó làm cho mọi người phải hào hứng hơn. Cái diễn thì ok. Hy vọng em là tuần sau em sẽ bấm được một cái nhân vật nào đó mà
Biết đâu hên hên là trúng cái sở trường của mình sao? Không, nhưng mà bạn cái này hay không bằng hên, hay không bằng hên. Hay không, bạn đừng có lo. Cái áo của bạn với hai bạn Vũ Công là rất là đậm đặc, đừng có lo. Rất là đậm đặc. Vâng, xin cảm ơn các vị giám khảo rất nhiều. Nếu như quý vị khán giả yêu mến Ngọc Liên thì hãy nhắn tin bình chọn cho cô ấy bằng cách soạn tin nhắn với cú pháp GM khoảng trống mã số 02 gửi về tổng đài 6370. Xin cảm ơn bạn rất nhiều. Thưa quý vị, có một cái điều rất là bất ngờ ở tuần thi đầu tiên, đó là trong số 6 thí sinh thì đa phần các bạn đều là những người ca sĩ chuyên nghiệp. Chỉ có riêng một anh chàng này không phải là ca sĩ, là diễn viên. Và nói đến đây thì chắc hẳn rằng chúng ta đã biết người nghệ sĩ mà Đại Nghĩa muốn giới thiệu tiếp theo chính là diễn viên Khương Ngọc.